Thưa quý vị và các bạn, với mục đích cổ vũ tinh thần cho các thí sinh, đảm bảo cho các em có một tâm lý thoải mái, tự tin để tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông một cách tốt nhất. Sáng nay, huyện đoàn huyện Điện Biên đã tổ chức triển khai chương trình tiếp sức mùa thi tại các điểm thi trên địa bàn huyện. Theo thống kê, huyện Điện Biên có hơn 1.100 thí sinh tham gia dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 tại 3 điểm thi. Huyện đoàn Điện Biên đã thành lập 9 đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi với gần 140 tình nguyện viên tham gia các hoạt động, hỗ trợ các suất cơm miễn phí, tặng quà thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trong 2 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các đội thanh niên tình nguyện ở điểm thi có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng chức năng, chủ động triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể như đo thân nhiệt, cung cấp nước rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh khi đến khu vực thi. Trong cái sáng của ngày 7 tháng 7 thì là huyện đoàn cũng đã phối hợp với lại chỗ bếp chay Tịnh Tâm là đúng 4 giờ sáng cũng đã chuẩn bị các cái suất ăn sáng cho các em học sinh, đó chính là bánh bao và sữa, và đúng 5 giờ 30 sẽ vận chuyển tới trường Trung học Thông Huyện Biên và Trung học Thông Thanh Chăn. Và trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã phát cho 283 thí sinh tại trường Trung học Phổ thông Thanh Chăn và 471 học sinh tại điểm thi của trường Trung học Phổ thông huyện Điện Biên. Và trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì tình nguyện viên của chúng tôi cũng đã phát các suất ăn sáng cho các em học sinh, cũng như là đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay cho các em khi mà bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2021. Bên cạnh đó, trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi, các đội tình nguyện được bố trí tăng cường tại các khu vực cao điểm về an ninh trật tự, an toàn giao thông để hỗ trợ lực lượng chức năng hướng dẫn phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Ở những vùng sâu, vùng xa hay đối với trường hợp thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật cũng được hỗ trợ đưa đón. Kỳ thi năm nay thì nó cũng rất là khó khăn bởi vì là vừa diễn ra kỳ thi mà cũng phải vừa đảm bảo cái công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nên cái nhiệm vụ hàng đầu đó là an toàn cho các thí sinh. Thì để đảm bảo được cái mục tiêu là an toàn cho các thí sinh khi tham gia kỳ thi thì đoàn trường đã giao nhiệm vụ rất là cụ thể cho các đoàn viên thanh niên khi tham gia. Nhiệm vụ thứ nhất đó là đo và kiểm tra thân nhiệt cho các thí sinh, hỗ trợ bên y tế. Nhiệm vụ thứ hai đó là hỗ trợ cho các thí sinh ở khu vực và ngoài, ví dụ như là tham gia cấp phát nước miễn phí cho các thí sinh, cũng như là đội vòng trong thì là hỗ trợ cho các em đấy về việc hướng dẫn xếp xe, hướng dẫn vị tới các vị trí, các sơ đồ của các phòng thi. Chương trình tiếp sức mùa thi diễn ra các hoạt động cao điểm từ ngày 6 tháng 7 đến hết ngày 9 tháng 7. Đây cũng là dịp tạo môi trường để đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện, tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Qua đó góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, hiệu quả. Huyện đoàn Điện Biên cũng chủ trương tinh gọn các đội hình tình nguyện, phản ứng nhanh trong các tình huống, tiếp tục nâng cao cấp độ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và hiệu quả hoạt động hỗ trợ.